Ok, hi, xin chào mọi người và các bạn cũng như các bạn đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay mình nhận được khá là nhiều mail cũng như khách hàng của Góp Ý. Vì mình cũng hôm nay mình cũng xin chia sẻ và đôi điều là do mình cũng không có thời gian ngồi trên máy mình check mail, với lại mình có thể trả lời comment bình luận trên YouTube của các bạn được nhiều, nhưng mà mình vẫn đọc được nha các bạn, chứ không phải là mình không nhận được ý kiến của các bạn. Thì hôm nay Thiên Vũ Audio sẽ làm một clip phân tích và chia sẻ để cho các bạn, các anh chị, giống như là những cái câu hỏi này được đặt ra trong mail của Thiên Vũ. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip nhanh để cho các bạn dễ hiểu và cũng như các anh chị khách hàng trước khi chúng ta mua sản phẩm, để chúng ta có một quyết định chính xác hơn để mua sản phẩm mà đúng với giá trị tiền của chúng ta và mua phù hợp với số tiền mà không phải lãng phí một cái khoản nào cả. Thì hôm nay cái mà Thiên Vũ muốn chia sẻ đó chắc đến cho các bạn á, đó chính là tại sao nhiều khách hàng Thiên Vũ lại hỏi mua loa, mua âm, chiếc âm ly karaoke, mua 4 kênh và 2 kênh. Đó, 2 kênh, 4 kênh và 2 kênh nào thì cũng giống như là một chiếc âm ly 506 và 203N. Đây là hai dòng ví dụ của mình, 506 và 203N. Thì các bạn thấy cái độ dày rất là cao không? Và đây, 2 kênh và 4 kênh có nghĩa là sao? Ví dụ như 2 kênh tức là chúng ta sẽ đánh 2 loa, loa trái và loa phải. Còn khi mà chúng ta đánh 4 kênh tức là đánh trái, phải và trái phải phía sau luôn, tức là surround, các bạn có thể hình dung nó là surround đi để dễ hiểu. Tức là chúng ta đánh 4 loa, còn đánh 2 kênh là chúng ta đánh 2 loa thôi. Thì hôm nay mình sẽ phân tích cho các anh chị hiểu luôn. Nhiều khách hàng đến cửa hàng Thiên Vũ mua đã có trong đầu mình là một cái suy nghĩ, đó là mua cái 506 Ngon hay là mua một cái mã 506 đánh, tức là một chiếc âm ly đánh 4 kênh. Nhưng mà khi mà Thiên Vũ hỏi lại khách hàng thì khách hàng lại là đánh bao nhiêu cặp loa, thì khách hàng nói là khách hàng sẽ đánh chỉ có 2 cái loa thôi. Thì đánh 2 cái loa này thì sau đó Thiên Vũ sẽ tư vấn cho khách hàng, đó là tại vì khi anh chị đánh 2 loa thì bản thân đúng là 506 công suất rất là lớn, đúng rất là lớn, 1000W, nhưng mà 506 Ngon này nó đã chia thành 4 kênh, tức là sẽ chia đều ra 4 kênh, còn 2 kênh thì 500W. Đúng rồi, ở 2 kênh thì chỉ có 500W thôi, nhưng nó chỉ chia đều 2 kênh. Thì Thiên Vũ đã hình dung như vậy thì chắc các anh chị, các bạn cũng hiểu là cho dù 506 hay là 203N này thì công suất nó sẽ đều ngang ngửa với nhau. Đúng không ạ? Cực kỳ ngang ngửa với nhau thì không thể khác nhau điều gì cả. Nhưng nếu khi khách hàng đã mua và muốn mua cho mình một chiếc âm ly phù hợp với túi tiền thì khách hàng phải xác định là mình chỉ đánh 2 loa thôi. Thì Thiên Vũ khuyến khích khách hàng nên chỉ sử dụng dòng 2 kênh này thôi. Tại vì đây 500W chúng ta đánh được loa 2.5 tấc, 3 tấc, hoặc kéo ráng cố gắng thì cũng vẫn được 3 tấc. Chứ không phải là các nhiều quan niệm sai lầm của khách hàng, đó là mua 506N về cho công suất nó mạnh thiệt mạnh, nhưng mà cuối cùng quý khách chỉ đánh chỉ có 2 loa thôi. Thì bản thân là khách cũng chỉ sử dụng được 2 kênh giống như 203, dù là đang xài 506, 2 kênh còn lại quý khách không xài tới và chấp nhận phải bỏ một số tiền khá là lớn đó. Cao hơn cái này rất là nhiều, thì hơi bị lãng phí ở cái phân khúc này. Thì nên hôm nay làm clip này để chia sẻ cho mọi người cũng như khách hàng biết được là mình nên chọn cái âm ly nào phù hợp cho mình, đúng và phù hợp với túi tiền, với cái mô hình hiện tại ở tại gia đình, những cái dòng loa mà mình có sẵn. Còn ví dụ những trường hợp mà khách hàng là suy nghĩ đến mức vấn đề là sau này mình sẽ muốn nâng cấp, hiện tại quý khách chỉ có 2 cặp loa, thì vì quý khách muốn là về sau mình sẽ là nâng lên là 2 cái loa nữa cho công suất lớn hơn, thì ok, các quý khách chọn 506 là phù hợp. Các về sau các anh chị nâng cấp lên thì không cần phải mua thay đổi âm ly gì cả, vì công suất đã đáp ứng đủ, kênh cũng đã đủ thì nó rất phù hợp. Còn nếu đã suy nghĩ đến vấn đề mà không nâng cấp và chỉ xài đúng 2 cặp loa thôi, hoặc là có nâng cấp loa nhưng mà đổi loa mới và chỉ đánh chỉ có 2 cái thôi, tức là 1 cặp loa, thì vẫn khuyến khích anh chị xài 203N, vừa tiết kiệm chi phí, vừa đúng công suất và không lãng phí và cái chi tiêu mà không đáng. Đó, hôm nay là một clip đơn giản ngắn gọn để chia sẻ và để cho các anh chị quý khách nào đã chưa mua hàng thiết bị âm thanh điện tử nào, thì coi như clip này là Thiên Vũ tư vấn luôn cho tất cả các anh chị đang theo dõi cái kênh YouTube của Thiên Vũ và đóng góp ý kiến cho Thiên Vũ trong tháng vừa qua. Thì như vậy là clip đã xong. Thì Thiên Vũ chia sẻ ở đầu cuối luôn, thì đôi khi có những cái comment của quý khách cũng như các bạn á, Thiên Vũ không thời gian mà ngồi máy mà để trả lời, thì các bạn thông cảm, về sau Thiên Vũ sẽ cố gắng có các bạn hỗ trợ riêng để trả lời các comment và bình luận của các bạn.
và gửi mail lại các bạn. Mong anh chị và các bạn cũng thông cảm cho Thiên Vũ. Sắp tới Thiên Vũ sẽ ra rất rất là nhiều clip vào dịp Tết này, để vừa mang tính chất chia sẻ, vừa mang tính chất là giới thiệu rất là nhiều sản phẩm mà ít khách hàng nào đến, rồi rất là nhiều về tính năng và cũng là hướng dẫn clip, hướng dẫn chia sẻ rất là nhiều. Thì đó, hôm nay là một clip chia sẻ ngắn gọn về phân tích giữa âm ly đánh 4 kênh và âm ly đánh 2 kênh đó. Thì các bạn nên lưu ý ha. Thì còn một vấn đề nhỏ này để các bạn nhận biết đâu là âm ly 4 kênh và đâu là âm ly 2 kênh. Thì đây, thì ví dụ âm ly 4 kênh thì chúng ta sẽ có hai cái master. Còn âm ly mà 2 kênh nó chỉ có một master, ví dụ như 2-3 màu đỏ bên đây, master channel, thì nó chỉ có một cái volume thôi. Còn đối với âm ly 4 kênh thì nó sẽ có hai volume master. Đây, cái trên cái dưới, đúng không ạ? Còn đối với một số dòng âm ly khác ở trên thị trường thì có nhiều dạng, chứ có như có một dạng đó là hai cái củ volume á, hai cái blank volume á, nó tròn, nó nằm ở hai cục hai bên đây nè. Đó, sẵn tiện mình giới thiệu luôn, tại nhiều khách hàng đang xài âm ly không phải là những mã này, nên Thiên Vũ sẽ chia sẻ cho mọi người cùng biết luôn. Đó là hai bên đây, tức là chúng ta đang đánh 4 kênh đó. Hoặc đôi khi cũng có những âm ly đánh hai cục như vậy mà bên left bên right, thì các bạn cũng coi lại phía sau cái hệ thống cắm loa mình cắm được bao nhiêu cặp loa, thì chúng ta sẽ phân biệt được hai kênh và 4 kênh. Ok, thì clip này hôm nay Thiên Vũ sẽ chỉ chia sẻ đơn giản những điều như thế này thôi. Ok, bye, hẹn gặp lại các bạn sau clip chia sẻ sắp tới. Nhớ đừng quên like và subscribe và nhớ mua hàng ủng hộ tại Thiên Vũ. Bye.